Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội và nhiều bậc phụ huynh thời gian qua chính là việc dạy và học tiếng Việt của trẻ lớp 1 theo công nghệ giáo dục. Những tranh luận đó bắt nguồn từ một đoạn clip đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô giáo hướng dẫn các phụ huynh đánh vần các chữ cờ ca quy bằng cờ thay vì cờ ca quy như chương trình hiện tại. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Cung, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam cho biết, nhà trường đã áp dụng dạy chương trình tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục tới năm học 2018-2019 là năm thứ 5. Học sinh học thì rất là vui. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các cháu đọc thông viết hạ. Thế và đặc biệt là các cháu nắm được rất chắc luật chính tả. Thế và chúng tôi triển khai thì không gặp phải khó khăn gì. Về phía các bậc cha mẹ học sinh thì thấy được là con em học cái chương trình này thì các cháu có cái hiệu quả rất là tốt. Bản thân chúng tôi thấy là các cháu học qua 5 năm nhưng mà cái kiến thức của các cháu về tiếng Việt hết sức vững vàng. Thế và nó có rất nhiều các cái ưu việt. Thì tôi thấy là cái chương trình này tới đây có thể là triển khai và thực hiện cho cái đổi mới cái chương trình giáo dục phổ thông tổng thể rất là tốt. Các bậc phụ huynh hết sức yên tâm bởi vì chúng tôi đã dạy 5 năm rồi. Cái thứ nhất là mục tiêu là các cháu đọc thông viết hạo, các cháu không viết sai nội chính tả. Những cái thứ đó là rất là tuyệt vời. Là giáo viên dạy chương trình này 5 năm nay, cô giáo Phạm Thị Lý, giáo viên lớp 2C, trường tiểu học A Kiện Khê cho biết, qua 5 năm giảng dạy, tôi thấy học sinh tiếp thu bài một cách rất chủ động, nắm chắc kiến thức ngữ âm tiếng Việt, đặc biệt là luật chính tả. Qua 5 năm dạy thì tôi thấy là học sinh tiếp thu bài một cách rất chủ động, nắm chắc kiến thức ngữ âm tiếng Việt, đặc biệt là luật chính tả. Còn cô giáo Vũ Thị Thu Hồng đánh giá chương trình tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục có rất nhiều ưu điểm. Phương pháp dạy học này có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất, đối với giáo viên thì sẽ giúp giáo viên chúng tôi củng cố thêm về kỹ năng dạy học, cũng giống như là phương pháp tổ chức. Việc không phải soạn giáo án sẽ giúp giáo viên có thêm nhiều thời gian để nghiên cứu bài dạy. Còn đối với học sinh thì khi học phương pháp này, các cháu đều đọc thông viết thạo và nắm vững luật chính tả, để không bị sai khi đọc và viết. Thì cái chương trình này đã được áp dụng tại trường chúng tôi đã 5 năm rồi. Và năm nay là năm thứ 6 thì tất cả các cháu nó đã đều được học theo phương pháp này và đều đạt được kết quả tốt.